Hello em. Thì trong quá trình làm xe nhiều năm thì tất nhiên là sẽ có những cái cuộc tư vấn nói chuyện với khách để trước khi mà vào làm một chiếc xe. Nhưng mà cái xe này thì nó lại khác. Anh này, chủ xe này quá đặc biệt. Anh không nhắn tin, không gọi điện, không làm cái gì hết. Anh tới cái rẹt và anh mang cái xe này tới. Anh hỏi một cái cấu hình gọi là cũng đơn giản bình thường thôi, 65zz. Và cái động lực mà ảnh để tới đây làm 65zz là trước đó ảnh đi làm 57 mà tiện bị xì nhớt. Chạy thì không biết sao nhưng mà bị xì nhớt, và ảnh là ảnh chốt lên một cái cấu hình nhẹ nhẹ hơn 65zz. Và anh có làm một cái báo giá dài sọc như thế này, nó có hai tờ, hai mặt thì một cái báo giá nó ra khoảng 50 mấy triệu á. Xong rồi ảnh chốt câu cái báo giá 50 mấy triệu này không bằng 4 cây đèn mà ảnh gắn trên chiếc BMW ở gì GS 1250 của ảnh nữa. Trời ơi, một cái báo giá tôi làm đã đời 50 mấy triệu mà anh kêu không bằng 4 cây đèn. Thì cái xe 135 năm số này gọi là chiếc xe kỷ niệm, và dĩ nhiên là tất nhiên là những chiếc xe kỷ niệm thì những anh chủ xe mới có những quyết định ghê gớm như vậy. Đối với anh là nhẹ nha, nhưng mà đối với anh 50 mấy triệu mà làm một chiếc xe là quá ghê gớm. Che biển số lại ha. Rồi, che khúc trên lại đi. Thì tổng thể là anh thấy chiếc năm số này còn rất là mới nha mọi người. Xe này là chắc đời đầu luôn á. Cái màu này là màu giống như cái màu silver gold của mâm BLT hiện tại nè. Màu trắng, và cái mâm cái này gọi là màu silver gold. Và tổng thể xe còn rất là mới, sườn bọng đồ liền lạc hết trơn. Và xe sạch sẽ càng lắm. Chỉ có đúng độ một món thôi, cái phuộc ô liền bình dầu ở phía sau. Và cục máy là như nãy anh nói ha, là 57 nhưng mà đã bị xì nhớt rồi. Thì cái báo giá dài sọc 50 mấy triệu này có cái gì mà lên tới con số cũng khá như vậy? Thì đây, cái bàn mang chuẩn bị ở đây, những món đồ mang sắp show với anh em ở đây là nó ra con số đó. Thì như bắt đầu đề cập đó là 65zz. Nhưng mà 65zz làm gì ghê vậy? 65zz người ta làm 10 mấy triệu cũng có, 20 mấy triệu cũng có. Mà ở đây UMA, biết sao không? Đây, nãy giờ khè đây là anh em thấy không? Đây là full đầu UMA. Còn đây là full cái bộ lòng trái UMA X-Pro. Xong rồi trong đây ha, là một cây zin hai tay UMA đã cân dục hoàn chỉnh. Rồi một cái mâm này nữa. Đây, một cái mâm này nè. Một cái mâm này, anh em thấy nè, có ESO, này là ESO nha, ESO chứ phải IC nha. Và có cái họng xăng. Họng xăng này cái size cũng vừa thôi, cỡ 36 mm. Thì nói tới đây thì anh em cũng đã hình dung được. Đó là một cái cấu hình 65zz cân dục full UMA, xong FI nữa, quá trời cái tên nó dài quá nên là thành ra cái clip nó cũng dài. Rồi, chi tiết hơn vô nha. Thì cái máy anh này là xe kỷ niệm nên là cái máy cũng sạch sẽ, đi cũng kỹ. Giờ ảnh đi tour, đi du lịch bằng GS 1250 rồi nên là cái máy này ảnh đi cà phê, đi phố vòng vòng nhẹ nhẹ thôi. 65zz làm êm, đi nhẹ cà phê chứ anh không chạy cũng không có nhanh. Nhưng mà tất nhiên là lúc đầu tư vấn là cũng từ là từ 62 lên, xong rồi mới tới 65. Thì 62 ảnh nghĩ là chưa đủ. Ảnh làm 57 xong thấy không đã nên nghĩ là 62 cũng không đã luôn nên là ảnh quất là 65. Êm nha, bô phải êm nha, và nó ổn định. Thì cái bụng máy này rất là sạch sẽ, nhưng mà những chiếc mà xe 135 đời đầu như thế này á thì làm anh sẽ thay full mặt đạn máy, cái đó là mặc định, thay full mặt đạn máy SKF. Và những mặt đạn nó đang nằm ở đây 1, 2, 3, 4 cái nè, xong rồi mặt đạn trên dây này nữa. Thì cái dây này á, là cái máy dây zin, anh em nhìn cái máy dây nè rất là đẹp, rồi rất là keng, thấy không? Gọi là xe một đời chủ của anh nè, anh em coi từng cái vết ren, vết răng, rồi cái đầu dên nè, cốp nè, là xe zin còn rất là đẹp, một đời chủ và chưa mở ra lần nào thì nó mới có cái độ hoàn thiện như thế này. Và cái zin này không phải là thay tay UMA mà là xong, tức là thường làm 65zz là chỉ thay tay UMA thôi vậy. Nhưng mà xe này là có cân dục lại cái zin nữa. Cân dục ở những chỗ nào anh em thấy cái nè, cái chỗ này phay nè. Xong mặt bên này cũng tương tự như vậy, và dĩ nhiên là ở đây cũng vậy luôn. Vậy, xong rồi đổ chì, mình thấy ở đây là có trong cái mặt trong này nè, trong cái má này có 1, 2, 3 cục chì trong đây, 1, 2, 3. Và dĩ nhiên trong đây là như vậy. Rồi tại sao lại có vấn đề cân dục như vậy thì những chiếc 135 này nếu mà làm ở mức độ gọi là 57 hoặc là 62 đổ lại thì ok, nguyên cái máy zin sử dụng bình thường đi cũng gọi là tạm được, cũng êm. Nhưng mà lên tới 65 này nó sẽ rất là rần. Anh em dựng ra tại chỗ dặn ra cái là cái xe nó nhảy bật. Và khi mà chạy ở đường trường ra chạy nó sẽ rất là rung cái tay lái và rung xuống cái chân luôn. Nói chung là rất khó chịu. Nên là mới ra cái vấn đề là cân dục cho cây zin này. Rồi, đó là cái phần bụng máy ha. Để này đi, thì cái lốc bên đây toàn bộ là rửa sạch sẽ len ken rồi. Rửa cũng rửa bình thường thôi, nhưng mà vẫn giữ cái kiểu nước nhôm zin của xe thì nó sẽ đẹp hơn. Thay vì là đi bắn cát này nọ thì nó sẽ trắng quá, trắng bệt quá nó không có đẹp. Rồi, tất nhiên là anh em cũng phấn khởi khi mà thấy cái độ mà ở đây thì dĩ nhiên là anh cũng sẽ gọi là xếp bịch tập hợp cho anh em. Thôi mình làm cái lồng trước đi. Đây, chiếc lồng UMA. Từ trước tới giờ thì chắc chắn là nhiều anh em vẫn rất là đam mê cái này. Từ những phở mà chơi xe đời đầu vẫn là thích những cái option đồ như thế này ha. Rồi full cái hộp có gì đây, tất nhiên là sẽ có lồng đó. UMA Racing tem đồ ha, lấp lánh luôn. Form này là cái tăng cam này cũng 150. Và xe này zin nên là mua cái lòng có cái chân zin thôi, không có kiểu dài đâu. Rồi rất là trắng lắm anh em. Xong rồi piston đây nè, 64.98 X Pro, 64.98 X Pro nha anh em. Piston này là chưa can thiệp gì hết, từ chính hãng nguyên gốc nó là đã có cái mặt tiền như thế này rồi, mặt trong rồi ắt nè, ron nè, đầy đủ. Rồi cầm những cái món đồ này trên tay công nhận nó mướt. Mà An tiện có cái sở thích gọi là thích hửi mấy đồ mới lắm nha. Mấy đồ mà xịn vô hửi nghe mùi đã lắm, đúng mùi đồ mới, đồ xịn luôn. Rồi bỏ này qua bên đi. Đây, qua cái bạc nè, bỏ bên tới cái đầu. Ê, những cái đồ gọi là mắc quá. Có hiện tại là giá cái bộ đầu lòng này không là đã hết khoảng 15 triệu anh. 15 triệu full bộ đầu lòng UMA nha. Là bằng cái giá người ta làm full cái xe luôn rồi. Đó, qua đây nhiều quá, xe này nhiều đồ quá, lỉnh kỉnh. Ai? Hấp dẫn chưa? Trời ơi nó lấp lánh dã man luôn em, cái độ hoàn thiện, cái độ bóng bẩy từ từng những cái chi tiết cái mặt này. Để lật cho anh em coi ha. Đầu này là có full bộ luôn nha, full bộ tức là chúng ta có cái đầu nè, xúc bắp nè, cò nè, ốc cò nè, xong rồi cam nè, xong rồi có lò xo đầu trong đây nữa. Nhưng mà ở đầu này thì An sẽ sử dụng tất cả mọi thứ trừ cái lò xo đầu thôi, vẫn sử dụng cam này cho cái xe này. Lò xo đầu thì sẽ thay bằng lò xo đầu BDT Oval, nó sẽ nhẹ hơn, chạy thoải mái, dễ canh hơn rất là nhiều. Và co xăng Oval, cái đầu này là An sử dụng là form của 150 nha anh em. Tại vì xe này lên FI nên là tất cả các thứ như là co xăng rồi cái lỗ sensor ở đây là để 150 thì lắp đặt nó sẽ tiện hơn. Đây cái co FI có cái chỗ gắn kim phun như này nè, co này vô ngay ngắn. Nói chung là cái độ hoàn thiện rất là tốt từ những cái món đồ. Rồi quá đã rồi. Cái coi cái chảo rồi hút xả này thì chắc không cần phải can thiệp nhiều đâu. FI mà, FI thì đi hỏng xăng Super Blue 2 kim và kim phun 250cc nha. Và dĩ nhiên là có TBS màu vàng ở đây, TBS BLT màu vàng gắn vô đây. Trời ơi gắn mấy đồ này vô nó màu nó nổi đó, kiểu như vậy. Xe này đi 1 kim thôi, 65 zz thì vẫn đi 1 kim phun bình thường. Kim phun nè, hỏng xăng bỏ ra. Cái phần bụng máy này có một cái nữa là sẽ thay full cái nồi R15V3, tức là bỏ mấy cái nồi zin ra, bỏ mấy cái lá bố lá sắt zin ra, thay full bằng bộ nồi R15V3 và có sử dụng chuồng heo của R15V3 luôn nha. Và khi mà gắn cái này thì chúng ta sẽ không xài vào đạp, bích luôn lỗ vào đạp. Chuồng heo R15V3 thì nó không có mấy cái nhông ở đây, mấy cái răng nhông ở đây. Đi này nó sẽ êm và cái bóp côn cũng sẽ thoải mái dịu hơn rất là nhiều. Nồi R15V3 nè, những cái sơn cam này kia là bảo trì theo 5 tháng là thay bỏ ra mấy cái phốt linh tinh nè. Rồi quên còn phần FI nữa. FI của xe 135 năm số thì An sẽ cái phần qua lăng mâm lửa thì sẽ thay full bộ của Exciter 150. Thì đây chúng ta có một cái mâm lửa là 2BV hoặc là 2ND đều được. Nói chung là của Exciter 150 á, là sẽ gắn vô. Rồi, còn cái phần qua lăng 150 nè. Nè, anh em thấy không? Cũng là 2BV luôn. Này là vớt hết. Vớt mất tiêu luôn. Cửa này, mấy cái cửa này sẽ để lại nguyên. Và cái option mà làm mát cho xe này thì hết bài. Hết bài là chúng ta có cái nước lớn UMA nè. Xong rồi có bơm nước điện Bosch nè. Và có một cái bộ nắp bơm nước Cardinal rất là màu mè rực rỡ ở đây. Thì xe này là những anh khách hàng mà gọi là thích đồ chất chất á, thì ăn hay gắn những bộ này. Nói chung về cái độ hoàn thiện, xinh xi, đồ rất là nét. Cái này anh cũng đang sử dụng trên chiếc FZ 70 hơi của anh. Sẽ gồm có cái nắp đầu, xong rồi có cái nắp bên hông ngay chỗ mà cái cam á. Rồi bơm nước điện Bosch nè. Bơm nước điện Bosch mà gắn cho mấy xe như thế này á, thì chúng ta phải đi bơm nước ngắn thì nhìn nó mới gọn, nó mới đẹp được. Một bộ sẽ có cái này và cái dắt cắm. Dĩ nhiên là đồ zin của Bosch nha, ngon lành. Còn về cái phần bô xe này á, thì nó sẽ là một chiếc xe bô rất là êm. Và êm như thế nào á, anh em đợi tới phần nổ máy. Ráp tương đối rồi, máy là khoảng 90% rồi. Canh nén, canh trái, rồi móc xả hoàn thiện các thứ, rồi canh cò đầy đủ. Và anh em coi cái máy nè, phải nói là nó rất là sáng luôn. Vô những cái thú đợt, vô những cái thú đồ chơi mà nó xịn sò như thế này, cảm giác mình là mình cũng chảy nước miếng, cũng thèm thuồng luôn anh em. UMA rồi Cardinal, rồi họng hai kim BLT ở đây. Và xong rồi ở ngoài các nước UMA nó chưa hết nha, ở trong đây còn UMA nữa. Đây để anh mở cái nắp này ra cho em coi. Anh này là anh chơi là cái gì UMA được là cứ UMA cho anh. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái tâm hồn BDT vẫn ở đây. Lò xo đầu rồi ESU rồi họng xăng kim phun đồ các thứ. Thậm chí là cái nhông cam tăng chỉnh cũng là nhông cam UMA luôn nha. Cái nhông cam này khác hoàn toàn so với những nhông cam khác trên thị trường. Và dĩ nhiên là có tăng chỉnh được góc cam, điều khiển ha. Theo cái ý thích của mình ha. Và cái chó xả này nhìn nó cũng cứng cáp hơn, đỡ cái tình trạng gọi là bị gãy chó xả hay gặp trên những cái nhông cam độ. Xong ở trong cái nhông cam này nữa còn có cái chặn cam UMA. Chặn cam đó thì cũng bình thường rồi, nằm trong. Rồi chưa hết. Trong cái đầu này, trong cái đầu này thì còn có công nghệ tí xíu, công nghệ mô tô R3. Thiệt ra thì trên Winner cũng đầy ha, đồng tiền. Trên đây là chén móng đồng tiền. Gặp cầu UMA thì tất nhiên là sử dụng cầu UMA rồi. Mấy ốc này là ốc zin của Yamaha SR150 150. Nhưng mà trong là có chén bóng đồng tiền. Giống như Winner ha. Đó, nhìn rất là xịn sò. Quá đã luôn. Nhìn máy là An, bản thân An là An cũng cảm giác thèm thuồng. Không biết cảm giác anh em sao. Rờ vô là thấy khoái. Và với một cái dàn đồ chơi nó hùng hậu như vậy, xịn sò như vậy, bây giờ ráp lên xe nó sẽ nào? Chúng ta có chiếc xe ở đây. Một cái xe mà đã ráp 99% hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ còn chờ gọi là úp dàn áo vô là ra đường chạy vòng cho anh em coi thôi. Mà chúng ta phải cận cảnh hơn. Đầu tiên là cái phần ở bên ngoài. Một chiếc xăng cơ lên xe FI, họng xăng Super Blow 1 kim 250cc được bố trí trong đây. Nói chung là cái họng xăng này cái form nó cũng hơi to. Và bố trí vào cái sườn này á, nó hơi lấn cấn. Nên là cái thế của nó sẽ nằm hơi nghiêng tí xíu nha anh em. TBS BRT nè. Và đặc biệt là cái xe này là đi cái hộp lọc gió zin. Tức là vẫn có cái co đi vào hộp lọc gió zin. Xong rồi ở trong đây á, là cái lọc gió tấm K&N lúp lay cho cái hộp zin của 135 này luôn. Và đi cái hộp lọc gió zin này, lọc gió tấm zin này á, thì không thể thiếu một cái option là bô êm. Bô êm như lúc đầu anh hé lộ với anh em á, là cái bô này nó êm hết sức đặc biệt. Tại vì không móc theo kiểu là móc lưới thông thường mà móc vách. Nói nôm na là sẽ giống như cây bujin, nhưng mà cái số lượng vách nó sẽ ít hơn, nó đảm bảo cái luồng hơi đi ra. Và đặc biệt hơn nữa là xe này là đi dispo zin. Đây, dispo nguyên zin nha anh em. Và xe này thì hôm bữa là Oppo nó cũng hơi móp nên là đã thay full bộ Oppo mới rồi. Bây giờ nhìn ở ngoài anh em nhìn thấy nó bình thường lắm đúng không? Nhìn cái bô rất là bình thường, chỉ có cái cổ nó hơi to thôi. Cổ 35, 38. Và với một cái option bô êm và lọc gió tắm như vậy á, bây giờ anh sẽ nổ máy cho anh em coi thử. FI nè, FI thì chúng ta phải đợi tí xíu nha. Đó. 65zz zin nha mọi người. 65zz zin nổ máy nè. Một cái đặc trưng của những cái xe mà đi lọc gió tắm hợp zin á thì và bỏ cái mũi heo đây nha, thì nó sẽ hơi gọi là nó có tiếng, nó có tiếng ồ ồ ồ ồ bát bát khi mà chúng ta nẹt bô như thế này. Và anh em để ý cái tiếng bô này. Tiếng bô thậm chí là nó còn nhỏ hơn cái tiếng hồn của lọc gió đang nằm ở đây. Nếu mà nó có cái mỏ heo á thì chắc chắn là nó sẽ không có cái tiếng đó, nhưng mà để mỏ heo vô thì nó không đủ gió vô để cung cấp cho cái cấu hình 65zz này. Và tiếng máy, tiếng máy thì hiện tại là chỉ có tiếng kim khung chịch 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 ở trên chỗ này thôi. Đó, rất là dễ dàng, rất thoải mái, rất là êm ái. Anh này là ảnh đặc biệt thích là xe êm. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng xem thêm một số chi tiết bên ngoài, như là FI thì chúng ta sẽ có thêm một bộ dây điện sườn FI đi song song với bộ dây điện sườn zin, thì nó sẽ gắn những cái về kim phun nè, rồi cảm biến TVS nè, rồi mô bin sườn ở đây, rồi đi lên trên đây là có ESU BRT nè, giác cắm như ESU BRT, xong rồi có cái dây để đi vô cái bơm xăng. Và xe này là đặc biệt hơn là ảnh có đi bình xăng lớn, bình xăng lớn của 135. Và anh em nhìn ở mặt trên này là nó không có cái bơm xăng gì hết, tại vì cái này đi bơm xăng zin của 150 là nó đã nằm ở dưới đáy rồi, nên là nhìn mặt trên rất là gọn gàng. Mình thì mình ưu tiên dùng cái loại này hơn, bơm xăng nằm dưới, trên đây nhìn gọn, không có phải cắt chế gì nhiều ở khu vực này. Và chúng ta sẽ giữ được cái báo xăng. Nếu mà anh em đi cái Winner thì có thể là cắt luôn cái này. Rồi, bình xăng lớn á, này là bình xăng 6 lít. Bình ắc quy là bình ắc quy zin thôi. Tổng thể là chúng ta có một chiếc xe rất là zin, rất là bình thường. Ảnh sẽ trải nghiệm máy này trước, sau đó là mới trải nghiệm thêm về dàn chân. Cái xe này có giả thử thì thấy dàn chân cục này là hơi trao. Cái xe 65zz zin này thì chỉ bố trí một ống thông hơi thôi, khoan từ cái nắp bên hông này. Nắp zin thì nó sẽ có cái lỗ trên đây, nhưng mà lỗ trên đây nó sẽ ra nhớt rất là nhiều, nên là anh bít cái lỗ này lại và đi bên cái lỗ của cái nắp cam này, một ống đi ra phía sau. Và khi lên nắp y thì chúng ta sẽ gắn cái dây ga của 150 luôn, dây ga zin 150, đây là bộ dây ga zin 150 nè, cùm tăng UMA của 150 nè. Và những chiếc 135 này thường nó rất là rung, nên là trong cái phần ghi đông này là có đóng hai cái gù dài, nó đâm vô tới đây nè để tăng cái độ nặng của ghi đông. Bên cạnh đó là có thêm cái gù to ở ngoài nữa, thì cái này, cái combo này sẽ đảm bảo cho cái ghi đông nó đỡ bị rung rần hơn. Nổ máy nha, nổ máy nha. Bây giờ cái xe này là anh phải gọi là có thuyết minh, chứ không thôi anh em nghe nổ máy á, không có âm thanh gì hết trơn á. Nẹt bô đi. Nẹt bô toàn nghe tiếng lọc gió trong hộp nó cứ ồn lên không à. Còn cái bô này thì khỏi phải bàn rồi. Thậm chí nó còn êm hơn UMA nữa. À, rõ ràng là tiếng lọc gió nha. Đó, bây giờ cái xe ráp lại rồi nha anh em. Một phong cách rất là lịch sự, rất là bình thường, rất là zin. Đi vòng nè, dàn áo zin hết nha. Anh này gu giản dị, gu đúng giản dị luôn á, lịch sự giản dị nha. Đó, nổi nhất là có cây ô liền thôi, còn lại là chúng ta không có gì phải ở nhọn ngó để hết, nên là chúng ta đi. Chưa hết, vô đây. Đó, bô móc bô móc vách nha anh em, bô móc vách 65 zz nha anh em. Bản thân An còn khó tin khi mà cầm một chiếc 65 zz mà nó đi cái bô như thế này luôn, và cảm giác khó tin rồi cũng khó chịu luôn á. Mình đi một cái xe gọi là hiệu năng độ xịn sò không mà cái bô, trời ơi, nó chỉ hợp với những người gọi là đam mê lịch sự, thích em ái thôi, chứ còn đối với An chắc An khó đi cái xe như vậy lắm, nó êm quá. Trời ơi, trời ơi. Ôi ơi, bô em mà chạy vậy nguy hiểm quá. Nhiều lúc người ta không biết mình đi xe độ để mà người ta né ra luôn anh em. Cứ vướng lướt đi vèo 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 như một cơn gió. Nè cô nè. Trời ơi, trời ơi. Và cái xe này á là gọi là canh thiên về gọi là đề tí xíu, để cho ảnh khỏe thoải mái khi mà đi phố. Trời ơi, con mưa kìa. Giờ bây giờ đi tới hay là đi lui đi ta? Mưa ở phía trước mà phía sau cũng mưa nữa. Thôi chắc mình đi lại đằng sau đi. Anh em sẽ gọi là rất là lo sợ về vấn đề thốn mái khi mà đi như thế này mà bô em, nhưng mà chiếc xe này thì không hề xảy ra vấn đề đó. Anh em vẫn chạy rất là vô tư, rất là bình thường, và cảm giác sốc ống ga nó vẫn đi nha, chứ không phải là nghe cái âm thanh nó cứ đập ở trong cái máy. Không có. Cái bô này là nó thậm chí nó cũng thoáng hơn cái bô ma V3, chắc chắn mới đi được cho cái kiểu xe như thế này. Và An vặn ra là An không nghe nó thốn. Và về cái độ rung rần của những chiếc 135 khi mà lên góc hình như thế này á, thì một cái biện pháp ở bên ngoài là An đã gắn gù như lúc nãy An nói rồi ha. Còn ở bên trong á, thì dên có cân dục. Khi mà anh em vặn ra tại chỗ á, thì cái xe anh sẽ thấy là nó dãy lên, nó vẫy đồ ghê lắm. Nhưng mà khi mà anh em ra chạy á, thì cảm giác nó khác, chứ nó không có phải là kiểu rung giống như lúc mà anh em dặn ra tại chỗ đâu. Và sẽ lăn khi mà anh em xốc ra như vậy. Và dĩ nhiên á, một cái cấu hình sổ như này á, cái đỉnh máy nó vẫn nằm ở phía sâu, ở phía xa 12.000 vòng, nên là mình chỉ cân đối về cái khoảng ga đầu cho anh em đỡ bị gọi là đỡ bị ù quá thôi, đỡ bị khó chịu quá thôi. Chứ còn về cái lượt máy á, nó vẫn nằm ở phía sau, kéo đi thì nó vẫn bê hơn. Và đi dưới này á, thì ga nó cũng nhẹ, số 5 thì chạy đều khoảng một xíu ống ga là chúng ta chạy 90% thoải mái rồi đó. Mưa nhưng mà không sao, này mưa xíu hả à, rất là dễ chơi. Em nồi rồi 15V3 full nữa, nên là cái việc đá số sóng của An bây giờ nó giống như là thuộc lòng luôn rồi. Bài đá số sóng này quen quá rồi. Nồi rồi 15 nữa nên là qua rất là ngọt. Trời ơi, đi đây nẹt bô hay chén thì chứ 65 nẹt bô nha anh em, không ai để ý luôn. Đường phải uống xíu là dặn xoáy bánh rồi. Nhẹ lắm, nãy giờ chưa hề hết ga nha, mới có nửa ga. Chạy số 4 là đã trăm mấy rồi. trơn quá, đường trơn quá, không có giá hẹ xíu cho anh em coi được. Nó chắc chắn là nó xoáy bánh. Chỉ có hồi nãy là đoạn đường khô dưới kia kìa, nó còn bay bay đầu tí xíu thôi. Ôi trời, Sài Gòn dưới kia khô rang, dưới đây mưa tầm tã, và nhìn xuyên qua bên phía bên kia nữa kìa, nhìn xuyên qua phía bên kia là nó cũng đang rất là sáng trời luôn á. Thôi ráng ráng xíu về ướt cũng không sao. Nhìn phía trước là trời nắng luôn á. Rồi hôm nay vì lý do thời tiết nên là không có test được nhiều cho anh em coi, nhưng mà cơ bản là anh em cũng sẽ cảm nhận được phần nào cái cấu hình của xe này về độ êm, về cái hiệu năng của nó. Và với cái kiểu build như này thì chắc chắn là các anh chủ xe GS 1250 sẽ hài lòng xua luôn. Tại vì anh có tới chạy thử rồi, hôm qua kia anh có tới chạy thử rồi. Rồi xe ôm ngu giật vậy là vui rồi, cứ đi phố cà phê thôi, chứ đi tour là chắc chắn anh đi GS rồi. Ôi ướt ổ luôn. Thôi cảm ơn em đã xem clip nha, nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của Ngày Mai nha. Và những anh em nào mà có nhu cầu là một chiếc xe êm, lịch sự mà có hiệu năng như vậy thì cứ inbox cho An. Nếu mà anh em ngại về độ mà nó giá hơi cao á thì ok, cũng có thể đi được những món đồ khác tầm giá nó ok, nó hợp với anh em hơn. Nhưng mà về cơ bản á là chúng ta sẽ có một chiếc xe êm hiệu năng như vậy. Cảm ơn em đã xem clip và cảm ơn anh GS 1250 đã tin tưởng cho An và BDT team để thực hiện cho cấu hình của xe này. Bye bye anh em.